Tôi xin chào đón quý vị và các bạn nhé. Tôi đang ở Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Và đây là một cây xanh để sọc. Bây giờ thì trước tiên chúng ta phải chọn mặt chơi. Sau đó thì sẽ định hình cái phôi này ra. Đây là những cái rễ trống. Thường thì chúng ta không lấy rễ nhiều các bạn. Khả năng sẽ chuyển mặt này cho là mặt chơi. Mặt này sẽ là đằng sau. Chúng ta cùng về phía đằng trước. Đây, chúng ta chuyển mặt chơi vào vị trí này. Mang cái kim cắt dây xếp này đi này. Thì đây nó là những cái rễ được đan chéo. Chúng ta sẽ bỏ đi. Đây là những cái đường thẳng chúng ta cũng bỏ đi. Cứ cắt sơ đi rồi sau thì chúng ta lại xử lý nước hai. Xếp ra. Cắt sơ tạm lên đây. Cắt sơ tạm lên đây đi. Khu vực vấn phấn thì cắt những cái rễ này đi cho nó khỏi quấn vào cái bánh răng của xe và của xích. Nó làm vỡ cái nắp. Búp hồng.
Vì các bạn cùng theo dõi lại bức ảnh lúc ban đầu hoặc là đầu video cũng vậy. Đó. Một cây xanh bóng mát đã được tiến sự cắt và thiết kế, và bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với sau khi cắt. Rồi, chúng ta cùng xem, nó hơi ngược sáng mất một tí các bạn nhé. Đúng hướng ngược sáng. Và bây giờ thì chúng ta tìm được ra 5 đầu. 1, 2, 3, 4, 5. Làm ra được nhiều đầu các bạn. Đây trước nó có một điểm cắt đi. Đây nó rất là nhiều những cái đường thẳng, như các bạn xem ở bức ảnh hay đầu video cũng vậy. Và cốt này, đây là những cái điểm mà tạo ra nghệ thuật. Đây cũng vậy các bạn. Đây là mới là bước 1 đấy các bạn nhé. Nếu mà chăm sóc vào chậu ngon lành, làm đục đẽo một bước 2 nữa thì cây nó sẽ rất là đẹp các bạn. À, bây giờ chúng ta trở thành một cái phôi đó. Một cái phôi vừa đầm lùn. Thế nào? Wow. Phôi này vanh to các bạn nhé. Đây các bạn xem cái sải tay của tôi này. Cao 1,5 m. Cao tầm 1,5 m. Này lên chậu chơi phôi đã đẹp rồi. Thêm một chút bóng ở chỗ này nữa thì các bạn thấy là nó sẽ rất là đẹp. Sau khi mà nó ra mầm, hoặc cái vị trí nào không ra mầm, chúng ta có thể lấy cái mầm ở gần bên cạnh chúng ta áp vào thì nó sẽ phát triển bình thường đấy các bạn nhé. Chúng ta sẽ mượn mầm. Còn những chỗ nào nó ra mầm theo ý thì ví dụ như cái điểm này nó có sẵn đây. Đây. Thì chúng ta nuôi cái mở rộng ra đây. Hay những cái điểm này, nếu như ở chỗ này nó có mầm mà điểm này không có, chúng ta có thể áp vào. Các bạn có thể áp vào nhé. Để khi nó phát triển thì nó sẽ liền vào nhau và là phát triển bình thường. Đó, đây. Rồi, video này thực sự thực hiện tại Hợp Thành ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. Và bây giờ thì thực sự xin kết thúc video. Trước khi kết thúc video, thực sự sẽ quay cho các bạn xem gần một vòng nữa. Xin và sau cùng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn cùng đồng hành với bonsai thiết sự. Các bạn đang có những cây bóng mát, đang có những cây còn đang lưỡng lự, chúng ta có thể cắt, chuyển đổi. Sau này nó thành cây chúng có giá trị hơn, và làm trước tiên chúng ta chơi đẹp khuôn viên. Nhà các bạn đẹp mấy thì đẹp, nhưng không có cây đặt chưa là đẹp các bạn nhé. Tiền các bạn có nhiều cây vàng đặt trong tủ không ai biết, nhưng mà đến sân nhà bạn có vài cây cảnh đẹp là biết rồi, bạn đã chất chơi rồi. Ok.